Ôi ôi. Đen thồi lồi luôn à. Ôi ôi. Ê. Nè ăn đi. Trời ơi. Ước tính này mỗi một con gần 1 kg, thì trong đó có nhiều nhất là cá trê màu đen. Nhiều nhất ở đây đó chính là cá trê màu đen, thì lâu lâu xen lẫn có những cái con cá trê màu màu trắng như thế này. Đó, mình bỏ lên là nó đưa cái miệng nó lên không nè. Trời ơi, trời trời trời, nó đau nó đó. Trời ơi. Ghê gớm không? Vì cái lượng cá nhiều như thế này mà cái khách thập phương mà mỗi khi mà đến hành hương đến thiền viện Trúc Lâm thì đây là một cái điểm du lịch. Cô bao giờ, có bao giờ cô gặp cá đông gì chưa? Dạ hả? Cái chỗ nào mà có bể có thức ăn thì cá nó sẽ lên. Nếu như mà tính theo ước tính bình thường mỗi một ngày thì chắc có thể ăn đến 5 bao thức ăn, vẫn chưa đủ cái lượng thức ăn cho loại cá này. Mà một ngày mà cứ nhiều đoàn khách thì những cái con cá mà may mắn nó mới là được lại đây thôi.